Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anime Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái thành viên đặc biệt nha mọi người. Thiệt tình là em này còn tới tập khoảng 24 tiếng nữa nó mới ra, nhưng mà rất là nóng lòng để review em ấy rồi. Anh tài tốn tầm khoảng 9 viên game để đẩy nhanh cái quá trình này nha mọi người. Wow, và đây là thành viên Legend thuộc dòng đó là cũng VIP hen. À, để sở hữu được bé này thì anh em mình phải mở một cái gói bài tầm khoảng là 200k đi hen. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đổi tên nhẹ cho bé yêu này cái nha. HNT Channel, để anh em đi có gặp mình thì còn biết hen. Rồi, wow, skin, để anh em mình xem coi bé này có hai cái thôi các bạn à. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho nó lên level nha. Em này thuộc dòng là Arcana. Hay, một cái hệ cũng khá là đặc biệt hen. Wow, level thì đẩy cho nó maximum luôn. Ở đây anh em mình không có nhiều thức ăn lắm, cho nên lên được tầm khoảng level 24 thôi. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ mang bé yêu này ra nha. Wow, và các bạn ơi, HNT thì có nhận mở những cái gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những cái gói VIP, mở đảo các kiểu nạp game thì có việc liên hệ với mình nha. Rồi, HNT thì mở cái giá trong game với kèm theo ít phí nữa ha mọi người. Mình thì mình nạp bằng thẻ Visa, cho nên các bạn có việc yên tâm ha. Mình không có nhận nạp giá rẻ nha. Rồi, và mình đảm bảo an toàn cho của các bạn 100%, không phải lo bị khóa nít hay bị ban nít hen. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là chỗ này chúng ta đi thu hoạch nhẹ ít vàng. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực là list trải nghiệm nhẹ cái thành viên mới nào. Bé này là hàng mùa trước nha. Bây giờ là anh em mình tới cái hàng mùa này. Cái hàng mùa này đâu rồi? Em ấy trốn đâu rồi, mới có level hàm mấy thôi các bạn ơi, cho nên nó nằm tuốt ở phía dưới nè. Wow, ở đây thì Heroic VIP, hai thành viên này thì cũng hàng xịn nha. Let's go, còn chần chờ gì nữa, mình đang rất là mê bé này nha mọi người. Anh em nào xem video thì đừng quên để lại cho anh ta một like ủng hộ nhẹ nha. Rồi, ôi cái gì kìa, ôi kìa mới ra chưa kịp chào hỏi tiếng nào là bị người ta bế rồi. Ôi, do anh em mình mới sinh ra. Nó mới sinh ra cho nên nó hơi bị yếu yếu một tí nha mọi người. Cái này phải anh em thông cảm nó một tí. Rồi, bây giờ thì với cái bé này nó bây giờ là nó đã trở thành trâu rồi các bạn ơi. Nó không có còn bị yếu nữa ha. Đây, giật đam liên hoàn, anh em mình búp một khúc máu đem về nè. Đó, cái ca này thì x2 sát thương. Wow, hồi sinh cho một đồng đội ha. Về Arcana hay là cái thành viên thuộc dòng đó chính là có khả năng hồi sinh. Mỗi con nó sẽ có một cái khả năng riêng của mình ha. Rồi, và riêng với HNT thì mình hơi bị mê cái dòng Arcana hơn một chút xíu. Tại vì là mình thấy nó có cái khả năng hút máu rất là bá đạo nha mọi người. Và các bạn thấy rồi đó, chiều khá là ổn ha. Rồi, bây giờ anh em mình chắc có lẽ là mang con này giấu vô trong tí đi các bạn ơi. Chứ mình mà để nó ràng trước như vậy nó rất là dễ bị ăn hiếp á mọi người. Đó, anh em mình cho nó dù sao cũng còn gọi là sống ngáp ngáp tí trước khi mà bị lên dĩa chứ ha. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ nghĩa nhẹ thử coi. Cưa nhẹ ăn cái nè. Ây, không, đam không có to lắm ha. Rồi, và thành viên này, chiêu đặc biệt của bạn ấy sẽ là từ chiêu đầu tiên nha mọi người. Bé này sẽ hữu cho mình là 4 chiêu, lượng đam này là 2000. Rồi, chiêu thứ hai đó là, chiêu đầu tiên là Magic, thứ hai là kim loại, thứ ba là nước, và chiêu cuối cùng sẽ là Sword. Bật cái khả năng đặc biệt giật liên quan anh em mình với khả năng quýnh lan nha mọi người. Wow, cũng giống như thành viên này thì anh em mình khả năng này cũng khá là ổn ha. Ở đây thì mình lượm được một con nè. Đó. Ây, nhưng mà nó hồi sinh cho con bên trong luôn hả? Mà con bên trong nó chưa có chết mà hồi sinh cái gì? Rồi, chỗ này thì anh em mình chơi chiêu đặc biệt nè. Bơm máu lên nè. Khamat, bé Khamat bên trong của tên bạn nãy giờ là nó miễn nhiễm sát thương luôn rồi đó. Chơi mà quýnh lan tới nổi mà thằng nhỏ ở trong là sát thương, bây giờ nó kích hoạt rồi đó. Nhưng mà nó chưa có ra lò thôi các bạn. Nó chưa có ra để nó chiến đấu thôi. Chỗ này thì anh em mình lụm cái nè. Rồi, đó, nó trở ra và nó không xài chiêu gì hết, nó xài chiêu bơm máu. Rất là tuyệt vời. Nếu như mà mình xài chiêu đặc biệt thì lượng đam của mình gây ra sẽ là 129.000. Cái gì căng vậy?
nó vả đúng một hit luôn. Kama nó không có cơ hội để có thể mà tung chiêu và làm sát thương nhân hai luôn các bạn à. Quá ghê gớm. Ở đây là tầm khoảng 14.000 đúng không? Nếu như mà cái khả năng này chia 3 đi, chia 3, mình lo là cái con này nó bế luôn cả ba thành viên team bạn quá các bạn ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Ôi nó nhẹ nhẹ nó đẩy thằng nhỏ không còn một giọt luôn á. Ghê gớm thiệt. Rồi bây giờ là đến với thành viên mới của anh em mình nha. Cái ca này thì chúng ta chơi cái trò gì đây? Giật đam liên quan. 10.000 một thành viên đi du lịch. Ôi quá tuyệt vời các bạn à. Đưa cái thanh vũ khí của mình lên cao và hạ đối thủ ha. Xong ở đây thì anh em mình được một ít điểm rồi đây mọi người. Sau cái quá trình cày cuốc anh em mình đã kiếm được tầm khoảng 1.600 điểm. 1.600 điểm ha. Rồi ở đây thì bé yêu này tốt bao nhiêu điểm để đưa về. Chắc anh Tây sẽ để trên cái trang web của mình là trang hantaychannel.com nha. Anh em nhớ ghé xem ủng hộ hen. Ôi cái đây là bướm hả? Để coi có event mới là cái gì đây. Wow, event mới các bạn. Anh em mình sẽ sở hữu được skin à. Wow, skin của bé phù thủy. Ôi con này nó hai cái skin luôn hả? Thuộc dòng legend thôi mà có skin kinh vậy. Ấy. Skin này nó có hỗ trợ tăng đam các kiểu gì không anh em? Ôi. Để skin đẹp cho vui thôi à. Và con này như là két chính à mọi người. Hình như là két chính đúng không? Ôi. Rồi anh em mình xem nhà thử coi advance. Wow, anh em mình đang cần ống nghiệm nè mọi người. Cho nên đó là mình đang cày cái nhiệm vụ này ha. Cày muốn xì khói để kiếm ống nghiệm luôn. Cho nên nó là mấy cái chỗ mà nó có mấy cái rương á, là mình tranh thủ mình đi cày, mình bế về kiếm thêm ống nghiệm để có thể bán orbit cho anh em ấy. Rồi. Wow, bây giờ thì đưa em này đi nha. Ổn áp lô. Wow, rương phần thưởng của chúng ta. Anh em mình xem quảng cáo thì có thể nhân 2 được phần thưởng luôn nha mọi người. Đây. Và đây, phần thưởng sau khi được X2 ha. Ui, 5 mảnh. Tiếp tục luôn, để coi anh em mình ra cái gì nữa đây. Ôi, nhân 3. Rồi, di chuyển tiếp anh em ơi. Advance này còn tầm khoảng là 10 ngày ha. Anh em mình cố gắng rồi là cày cuốc các kiểu để lấy những cái phần thưởng về chiến cho vui nha mọi người. Wow. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái chiếc chìa khóa để mình mở xem coi là bé yêu tiếp theo sẽ là thuộc dòng VR. Rồi rồi, tới công chuyện luôn ha. Đây. Rồi, khu phía trên. Để mình coi coi chặng đường này nó cũng khá là dài. Ôi, nhưng mà hình như là tuốt ở trên đây nó mới cho anh em mình được thêm một chiếc rương nữa các bạn ơi. Ôi, đường khá xa nha. Đâu mất tiêu rồi. Ây, nhầm con rồi. Cái con kia của mình nó nằm đâu rồi? Cái vàng rồng ở trên đây nó hơi bị nhiều nha mọi người. Nó tới hai con VR luôn. Wow, mấy bé này thì đi anh em mình giai đoạn đầu tốn khá ít điểm ha. Mà càng lên cao thì nó sẽ nó hút nút máu anh em mình nhiều hơn đấy. Wow, mình đang còn được tầm khoảng 600 mấy điểm thôi. Wow, sắp hết điểm luôn rồi các bạn ơi. Và lần này không biết là lên kịp được chiếc rương hay không đây. Ui hết điểm để lụm rồi.
Rồi, ok, anh em mình né nhẹn cái nha. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực khác. À, khu vực quét coi. Vô đây để kiếm thêm. Wow, con này thì khá là xịn sò ha. Anh em mình cần có cái thành viên này để có thể chiến đấu trong đây nha mọi người. Đây, bé yêu này thì cũng khá là ngon rồi. À, con này để mình, hình như là mình chưa có con này nhỉ. À, nick này mình chưa có. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta xem thử coi anh em mình còn quậy. À, hình như là cái con này anh em mình đã có rồi nè. Đây, vô đây chiến được nha mọi người. Rồi, Heroic. Lụm nhẹ tem bạn coi. Và đây là Heroic mới nha. Anh em mình nâng lên được tổng khoảng level 32 rồi. Không biết trong đây nó cho mình quánh được bao nhiêu trận đây. Wow. Con này thấy có nó có được 6 cái tai nhìn cũng rất là đẹp nha mọi người. Rồi, xong một không biết là để coi coi được 2 orbit, 1 tiếng nữa mới đánh tiếp được. Nay được 5 viên gem. Wow, lên tới trên đây chắc cũng hơi bị căng đấy. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với các khu vực khác nữa, chắc là khu arena đi hen. Rồi vô kèo luôn. Khu arena thì ở đây nó có một cái độ khó không hề nhẹ nha mọi người. Nguyên cái vàng Heroic luôn. Anh em mình mà mang mấy con cua bóp vô đây là bị bế hết. Cho nên nó là chúng ta phải. Ui. Ui cha, hôm nay cái background được thay đổi rồi các bạn ơi. Background này mình thấy là dành cho hệ cây cỏ ha. Rồi vô kèo luôn. Tới công chuyện nha. Chỗ này thì một mình cân ba, không biết là bé này cân nổi hay không. Ôi, mình thấy kèo này là không cân được rồi đấy. Rồi, nhờ đến sự xuất hiện của dòng Heroic đi. Hơi gắt. Rồi, anh em mình bụp luôn một con nè. 82 hả? Đây. Ở tầm này tính sao ta? Nếu như mà mình xài chiêu đặc biệt thì cái con kia máu mình sẽ mất khá là nhiều đúng không? Nhưng mà mình quýnh tầm hai cái là nó ngủm á, là coi như là cái con này nó đắp chiếu thiệt luôn ấy. Cái quan trọng bây giờ là cái con này nó phải quýnh được mình các bạn. Ây chà, 50% máu à. Thiệt tình là hơi khoai. Anh em mình tính toán làm gì? À 26. Nó quýnh mình cái cũng 26. Nhẹ nhẹ thôi. Yeah. Chết là được rồi các bạn ơi. Khi mà mình chết là mình sẽ hồi sinh lại con bên trong. Đó. Trời ơi. Người ta quýnh, người ta sống, người ta mừng. Còn cái này mình quýnh mà mình chết là mình vui đấy. Đó, quá ghê gớm. Rồi, bây giờ thì anh em mình nghĩ nhẹ coi. Victory. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ đến với cái đội hình như thế nào đây? À, tem này mình thấy cũng ổn ổn nè. Anh em mình mang cái con mới đi ra chiến cho nó vui nha mọi người. Bé yêu mới nó trốn đâu mất tiêu rồi. Đây đây, level là 24 nha. Ui, 24 mà quýnh với 30 thì ca này kèo nó cũng hơi căng nha. Rồi, mới vô thì anh em mình giao lưu nhẹ cái trước. Wow, con đam gì mà mạnh dữ vậy. Rồi, giao lưu nhẹ mà đã vậy rồi thì. Ui, nó còn được 4 giọt đây mọi người ơi. Cơ hội dành cho thành viên đặc biệt của anh em mình. Ok, ngon nha. Rồi, bây giờ đây mình chơi trò bơm máu đại pháp nè. Full cây 20.000. Ôi, lượng máu này mình có 10 à. Lượng máu có 15 thôi mà nó bơm một phát lên 20.000 máu các bạn à. Ôi, cái này gọi là bơm maximum luôn á. Rồi, ổn nha. Ở đây thì anh em mình chắc phải thay đổi rồi. Chúng ta sẽ mang cái bé này ra đi. À, 45. Rồi, vô kèo. À, giờ này mới để ý. Đây, cái bé Akana này của mình được vào khu này đánh nha. Mới vô thì mất một cái lượng máu rất lớn luôn các bạn à. Con này thuộc dòng là Heroic nha. Một sao rồi. Heroic mà nó lên sao rồi là các bạn biết nó rất là mạnh. Nó không có đơn giản đâu. Nó không có cùi bóp như là mấy cái em mà chưa lên sao nha. Rồi, sát thương đây anh em mình được X2. Ui, X2 luôn mà không đủ đam luôn hả? Bật cái chiêu gọi là bơm máu đặc biệt nè. Đó, lượng máu trở nên full cây.
Bây giờ là chơi với khả năng ao nhây với tên bạn luôn. Đây, đùa với anh. Đùa với anh hả? Thử lô một em và thành viên cuối cùng của tên bạn. Cưa nhẹ. Ca này là mình cưa nhẹ thôi. Nó lụm mình là coi như ổn nè các bạn. Đó, hồi sinh trở lại hen. Đây, bé yêu trở lại và ăn hại hơn xưa. Nó quất thêm một phát nữa là full cây máu luôn đây mọi người. Quá là tuyệt vời. Wow, rồi ở đây là anh em mình sẽ mở được thêm một cái chiếc rương. Ủa tên bạn cũng có Heroic VIP luôn kìa. Đây, xem Heroic VIP của tên bạn level là 40 kìa. Rồi, ổn nha mọi người. Chỗ này thì anh em mình tiếp tục luôn. Mình thì mình cũng nghe cái con ui, tên bạn nó cũng 4 sao, 45. Nó trên mình 5 cấp nha. Rồi, kèo này thì bắt đầu mới vô cưa nhẹ. 2 hit, chắc tầm khoảng 2 hit thì mới giảm được cái lượng máu. Wow, cái gì căng vậy? Trời ơi, nó quýnh mình đi du lịch luôn các bạn à. Khoai thiệt sự. Chết chưa? Thành viên... Ây chà, nó bị lắc luôn hả? Thành viên bên trong... Con này nó có cái khả năng ấy nè. Nhưng mà bây giờ mình bị gãy cái giáp rồi. Mình bị gãy cái giáp hồi sinh rồi các bạn ơi. Mình xài chiêu tầm 7 cái là mình đi du lịch với nó liền. Khó khăn rồi. Oh my god, nó xóa sổ hai thành viên team mình luôn. Cây thiệt sự, nó còn hồi sinh lại cái con kia nữa. Tầm này là không ổn rồi anh em ơi. Ôi, cái con Heroic VIP nó chùa cái chỗ là nó có cái khả năng hồi sinh nó mới đau. Quá cay luôn các bạn à. Đây, nó hồi sinh lại ngay cái con rồi là 4 sao nữa. Rồi và mọi người ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.